lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tati Giàm Bi Bụt Đà Hằng Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati Giàm Bi Bụt Đà Hằng Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati Giàm Bi Đàm Măng Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati Giàm Bi Đàm Măng Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati Giàm Bi Sàng Khăn Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tati Giàm Bi Sàng Khăn Sa La Nam Gạch Chà Hà Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba Na Ti Ba Ta Vê Ra Ma Ni Sik Kha Ba Năng Sa Ma Di Ya Mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti bà ta vê cha ma ni sik kha pa đăng sam ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. A di na đa na vê ra ma ni sik kha pa đăng sam ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aprahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya ve chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayamachappamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jayamachapapma dathana ve jamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapu jana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapojana ve chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita vadita visu kadasana mala gamthabile thala tharana mandana vifu sanathana Vê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Vê
Nacha dita wa dita wisu kadasana malagan tawi le panata jana mandana wifu sanatana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sijana Maha Sijana Veramani Sikha Badang Sama Diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Vejamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassamana Gatang Puthapanyatang Uposathang Imanjaratin Imanjadiwasang Samadewa Virakitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bội căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani ubosa si vala sena iman jaratan iman chidiva sang sa thukang katoa apma madena sammarakitam bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lai na su a tan yan ti, si lai na phu a sam ba ra, si lai na nip po tan yan ti, ta sa ma si rang vi so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Rakhanto sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha na phave na sada sati phavan tu te Rakhanto sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma na phave na sada sati phavan tu te Rakhanto sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha na phave na sada sati phavan tu te
Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Tri. Và sa thú kính cảm ơn Sis Lăng Dòng Nguyệt. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn Sister Nhật Quỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý đạo hữu. Con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và kính cảm ơn Sít Huệ Ngọc. Nam mô Bích Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bích Đá Tham Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ, theo giờ mùa hè Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 144 Kinh Giáo Giới Channa Channowada Sutta, từ câu 1177 đến 1180 sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải và điều hợp. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Con chưa thấy thượng tọa Tuệ Siêu à? Dạ. Tiếp theo chương trình, con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Thà Giá. Kính thưa quý vị, nhất là các vị MC, chúng tôi do trục trặc cái đường nét nên chúng tôi sẽ có hai cái nick để vào room, đó là cái nick Tỳ Khu Tuệ Siêu và một cái nick nữa xài 4G là cái nick Chùa Vi Giác. Có lẽ là khu Phong Lan không có chú ý cho nên không có thấy. Với hơn nữa cái nick này là nick màu đen, nick Chùa Vi Giác, nick màu đen cho nên quý vị không có nhận ra là phải. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh gọi là Giáo Giới Channa. Channa thường đọc âm là Sanak, nhưng mà chúng ta đừng có nhầm lẫn. Channa ở trong cái bài kinh này là một vị tỳ kheo xuất thân từ xứ Vichy,
Còn cái vị chân á mà trùng tên thì vị đó xuất thân ở Ca Tỳ La Vệ Câm Lê Quách Thú, là người đánh xe cho Thái tử Siddhartha. Tôn giả Chana Vachi thì vị đó đắc quả La Hán trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, và vị này tự dẫn mà chết, đắc đạo tột mạng. Còn Chana đến xe thì vị này ỷ mình có công với Đức Phật, khi mà Ngài còn là Thái tử đưa Ngài đi xuất gia. Cho nên khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Chanh Ná đánh xe đó không có coi Chư Tăng ra gì cả, luôn luôn tỏ vẻ ta là người có công trận. Cho nên hay cãi đến khi Đức Thế Tôn sắp nhìn tịch Niết Bàn thì Ngài mới nhắc Tôn giả Ngăn Đá, sau khi Như Lai diệt độ hãy xử sự với Chana này Phạm Đàn Brahmadanda, rồi vị đó vì sao chứng A La Hán, mà chứng A La Hán sau thời Đức Phật còn tại thế. Thì Tỳ Khưu Chana Sĩ Quốc Chi này đó, vị đó cũng có kiến văn Phật Pháp và được nghe Tôn giả Sariputta cho một lời giáo giới, nhưng mà vị này vẫn tự tử. Thì ở trong giờ phút cuối cùng, vị này cố gắng nỗ lực và chứng A-la-hán và được Đức Phật Ngài xác chứng với chư tỳ kheo là vị đó không còn có sự tái sanh, cái chết không có lỗi lầm. Thưa quý vị, hôm nay được biết là Thượng Tọa Pháp Tân đi xa không có vào room được, và hôm nay thì chúng tôi cũng mới vừa giảng xong ở room Pháp Cú, cho nên chúng tôi cũng không có điệp khuyết được, mà hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng tình nguyện định điền khuyết cho Thượng Tọa Pháp Tân để giảng bài học bài kinh Chanh Đô Quá Đáng này. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải ý nghĩa của bài kinh. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây con xin được đọc chánh kinh. Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 144, Kinh Giáo Giới Chana Chano Vada Sutta, từ câu 1177 đến 1180 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Bài 144 Kinh Giáo Giới Chana Chano Vada Sutta. Tôn giả Chana xuất thân từ Búp Bá Jira xứ Vachi, không phải là Tôn giả Chana nguyên là tín bộc đánh xe cho Đức Đại Bồ Tát khi sống trong hoàng cung. Vị này bị bệnh nặng với thân đau đớn tột độ
và muốn kết liễu mạng sống. Bây giờ tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahachunda, Đại Chuna đến thăm và có những lời khuyên nhắc. Sau này tôn giả Chanh Ná vẫn tự sát, nhưng được Đức Thế Tôn cho biết vị này đã từ bỏ thân sanh tử sau cùng. Bài kinh nói lên pháp quán tưởng khi lâm khổ bệnh và cũng hàm chứa một số ý nghĩa của Phật pháp đối với sự tự tử. Một 1177, thăm viếng pháp lữ đang lâm trọng bệnh, tỷ kheo Chanh Ná đang bị thân bệnh hành hạ và có ý định tự sát. Vị này được tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahachunda, Đại Chuna thăm viếng. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Raja Gaha Vương Xá Vê Lú Quá Ná Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc Ca Lăng Đắc Cá Ní Qua Đa Qua Pá. Lúc bây giờ, tôn giả Sariputta, tôn giả Mahachunda, Đại Chuna và tôn giả Chanh Ná Xiển Đà cùng trú ở Giri Há Cút Ta linh thú. Lúc bấy giờ tôn giả Chanh Ná bị bệnh đau khổ, bị trọng bệnh rồi. Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến tôn giả Mahachunda. Sau khi đến, nói với tôn giả Mahachunda: chúng ta hãy đi này hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi đến tôn giả Chanh Ná để hỏi thăm bệnh trạng. Thưa vâng hiền giả. Tôn giả Mahachunda vâng đáp tôn giả Sariputta, rồi tôn giả Sariputta cùng với tôn giả Mahachunda đi đến tôn giả Chanh Ná. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Chanh Ná những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Chanh Ná: này hiền giả Chanh Ná, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, và sự giảm thiểu rõ rệt, không có gia tăng. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng, sự thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem con dao cho tôi không còn muốn sống. 1178, lời khuyên can đối với người tuyệt vọng, giá trị của sự sống nên được trân trọng. Tôn giả Chanh Ná, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chanh Ná, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn tôn giả Chanh Ná tiếp tục sống. Nếu tôn giả Chanh Ná không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho tôn giả Chanh Ná. Nếu tôn giả Chanh Ná không có được các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho tôn giả Chanh Ná. Nếu tôn giả Chanh Ná không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ tôn giả Chanh Ná. Tôn giả Chanh Ná, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chanh Ná, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn tôn giả Chanh Ná tiếp tục sống. Thưa hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược phẩm tốt lành, cũng không phải tôi không có thị giả thích đáng. Thưa hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa hiền giả Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Tỳ kheo Chanh Ná đem lại con dao, không có phạm tội. Thưa hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy. Giọt nước cành dương. Khi thấy tất cả những gì ở tâm và cảnh chỉ là hiện tượng, là lãnh hội được lý vô ngã. Chúng tôi muốn hỏi tôn giả Chanh Ná về một vấn đề đặc biệt. Nếu tôn giả Chanh Ná cho chúng tôi được phép đặt câu hỏi, hãy bỏ đi hiền giả Sariputta, sau khi nghe tôi sẽ biết nói như thế nào. Hiền giả Chanh Ná, hiền giả có xem con mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức này. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hiền giả có xem tai, nhĩ thức, vân vân, hiền giả Chanh Ná. Hiền giả có xem mũi, tỷ thức, vân vân, hiền giả Chanh Ná. Hiền giả có xem lưỡi, thiệt thức, vân vân, hiền giả Chanh Ná. Hiền giả có xem thân,
thân thức, vân vân, hiện giả chánh ná. Hiện giả có xem ý, ý thức và các pháp như ý thức nhận thức là cái này là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiện giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp như mắt nhận thức là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiện giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức, vân vân, hiện giả Sariputta. Tôi xem mũi, tỷ thức, vân vân, hiện giả Sariputta. Tôi xem cái lưỡi, thiệt thức, vân vân, hiện giả Sariputta. Tôi xem thân, thân thức, vân vân, hiện giả Sariputta. Tôi xem ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này hiện giả chánh ná, hiện giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà hiện giả xem, mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Hiện giả chánh ná, hiện giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong tai, trong nhĩ thức, trong mũi, trong tỷ thức, trong lưỡi, trong thiệt thức, vân vân, trong thân thức, vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà hiện giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức này, do ý nhận thức là cái này phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa hiện giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, Nirodha, chứng chi sự diệt trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do mắt nhận thức mà tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiện giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhĩ thức vân vân, trong mũi, trong tỷ thức vân vân, trong lưỡi, trong thiệt thức vân vân, trong thân thức vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý thức, do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Mahachunda nói với tôn giả Chanh Ná, do vậy này hiền giả Chanh Ná, lời dạy này của Thế Tôn phải được thường trực tác ý. Ai có chấp trước là dao động, ai không chấp trước là không có dao động. Không có dao động thời có kinh an thời không có hỷ cầu na tí. Không có hỷ cầu thời không có thứ lai, không có thứ lai thời không có tử sanh. Không có tử sanh thời không có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. Một 1180 sự việc tinh tế chỉ có Đức Phật mới biết rõ. Tôn giả Chanh Ná không chịu nổi sự thống khổ của thân bệnh, đã tự sát trong giây phút ngắn ngủi trước cái chết, đã thấy được bản chất thực của năm uẩn và tuệ giác hằng sáng. Sự giải thoát đó chỉ có Đức Thế Gian giải mới có thể thấy và xác định. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda sau khi giáo giới cho tôn giả Chanh Ná từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Chanh Ná sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda ra đi không bao lâu đem giao lại cho mình. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Chanh Ná đã đem giao lại cho mình sanh xứ của tôn giả ấy là gì, đời sống tương lai là gì. Này Sariputta, có phải trước mặt ông tỷ kheo Chanh Ná đã tuyên bố sự không phạm tội? Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Quách Chi Bạc Kỳ tên là Búp Bá Xí Rá. Tại đấy có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tôn giả Chanh Ná, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỷ kheo Chanh Ná, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay ta không nói rằng tỷ kheo Chanh Ná có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ kheo Chanh Ná không có chấp thủ như vậy. Tỷ kheo Chanh Ná đem con dao lại cho mình, không có phạm tội. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bụt Tha Giá, chánh kinh đến đây đã hết. Con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Namo Buddhaya. Khi đại lễ thì tôi thực sự đại lễ chúng tôi biết chủ đạo của các vị thưa vị, bài kinh ngày hôm nay đề cập đến cái chết của một vị tỳ kheo. Chết thì là một cái chết không có bình thường. Thứ nhất thưa quý vị, chúng tôi có chứng kiến rất nhiều cái chết rồi. Có những người khi mà ra đi sức cùng lực kiệt, họ giống như một ngọn đèn hết dầu và tự tắt hết. Thường cái chết thường tôi cũng nhẹ nhàng. Ở tại Mỹ có nhiều người bị bệnh như là bệnh ung thư. Quý vị bị ung thư á, và trước khi chết có một số chứng bệnh ung thư. Ung thư có nhiều loại nhưng có số nó hành hạ lắm. Và người ta phải dùng thuốc giảm đau. Ta có cái chương trình gọi hospice, tức là một người bệnh mà không thể chữa được nữa thì họ đưa qua cái hospice, một nơi mà chỉ cho thuốc giảm đau để người bệnh không bị hành hạ. Rồi cuối cùng cái chết đến. Chúng ta đang đọc là một câu chuyện xảy ra 25 thế kỷ về trước tại Ấn Độ. Đã có những ghi nhận là nhiều vị nhung cấp cô độc hay là ở đây tung nhà chanh á bị bệnh vào giờ phút lâm chung lại rất là vất vả, bị cơn bệnh hành hạ đau nhức vô cùng. Sự đau nhức khốc liệt như vậy đó dẫn đến cái chết. Thì hồi nãy thì tòa tòa siêu có nói rõ là trong giai chân á ở tại đây không phải là việc giai chân á người đánh xe của Đức Thế Tôn khi ngài còn ở hoàng cung, mà vị này là một người xuất thân của thực sự Bách Chi. Và lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mahachunda ở trên núi Linh Thú cùng với vị tỳ kheo tên là Chana, và vị này bị bệnh. Tôn giả đến thăm, và khi mà hỏi thăm về bệnh trạng thì vị này nói rằng rất là đau nhức, không chịu được. Ở đây chúng tôi lưu ý quý vị là khi mà dịch đó, thì quý vị dịch theo cái nghĩa đen là tôi sẽ đem lại con dao. Thật ra thì cái thành ngữ này không nhất thiết là đem lại con dao, mà thành ngữ này ở trong chữ Phạn đó, cái chữ sách thăng Aharisati, sách tăng Aristati là một cái thành ngữ chỉ cho sự tự sát. Cho dù họ nhảy xuống vực bực thâu sâu hay là họ uống thuốc độc hoặc là họ tự cắt cổ mình thì cũng là tự sát ấy. Và cũng dùng cái chữ sát thăng
Aharis đi. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi mà ở trong Phạn ngữ có những cái thành ngữ mà người Việt Nam hay dịch đó, mới nghe mình tưởng mình hiểu thường nghĩa đen, nhưng thật sự nó chỉ là một thành ngữ thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là có vài con số mà chúng ta thường hay lầm lẫn, như là con số 500, như là có 500 người lái buôn đi ngang, 500 cổ xe. Chữ 500 đó đó, nó không chính xác là 500, mà chỉ nghĩa là rất nhiều, hay là 100, hàng trăm và hàng trăm chiếc xe, hay hàng trăm người thì ở trong cái ngữ pháp của Đức Phạn hay dùng để là 500. Nhưng mà bây giờ hiểu chính xác là 500. Và một cái chữ khác là chữ 84.000. Chúng ta nói là 84.000 chẳng hạn, thì không nên hiểu 84.000 là một chữ chính xác, không phải như vậy. 84.000 là con số cực lớn, một con số vô số kể đó, vô số kể trong tiếng Phạn. Chúng ta cũng có thể hiểu theo cái nghĩa đen được. Ở đây trường hợp đem lại con dao vậy. Thì như vậy vị này đã quyết định kết liễu cuộc sống của mình bởi vì đau quá. Thưa quý vị, khi mình được nghe như vậy thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Sa Môn Bồ Tát khuyên là đừng có tự tử. Hai vị sẽ cố gắng giúp đỡ ở đây. Thưa quý vị, có một lý do mà tôn giả Xá Lợi Phất khuyên đừng tự tử, nhưng mà chúng tôi nói sao, chỉ có điều là trong này cũng có cái câu dịch, mà tại vì không phải là dịch sai nghĩa, không có gì sai chữ, nhưng mà dịch nó không có đúng với cái ngữ cảnh ở đây. Ở trong câu đó tôn giả Xá Lợi Phất khuyên như vậy là tôn giả Cha Ná sẽ đem lại con dao, tôn giả Cha Ná hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn tôn giả Cha Ná tiếp tục sống. Nếu tôn giả Cha Ná không có các quan tốt lành, tôi sẽ đi tìm các quan tốt lành từ tôn giả Cha Ná. Nếu tôn giả không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho tôn giả Cha Ná. Nếu tôn giả Cha Ná không có người trị giả thích đáng, thì tôi sẽ hầu hạ tôn giả Cha Ná. Cái câu này dịch như vậy là không có nên. Tại sao tôi không nên? Là bởi vì tỳ kheo Cha Ná là một tỳ kheo nhỏ, và tôn giả Xá Lợi Phất là một vị tỳ kheo lớn, một vị đại đệ tử Đức Phật, thì không có cái chuyện mà tôn giả hầu hạ hay là làm sĩ giả cho tỳ kheo Cha Ná. Mà chú Upatthana ở đây, chứ người sĩ giả cũng là Upatthana, nhưng mà chú Upatthana để chăm sóc. Và nếu không ai chăm sóc, ngày hôm nay chúng ta gì thường có chữ là nursing, nursing tức là mình chăm sóc cho người bệnh đó. Thì ở đây là nếu tôn giả Cha Ná không có những cái thực phẩm thích hợp, thì chúng tôi sẽ đi tìm thực phẩm thích hợp. Tức là các ngài sẽ nói với đàn tính có vị tỳ kheo bệnh giúp cho thứ này thứ khác, gọi là thích hợp chứ. Chứ tôi không nghĩ là người bệnh mà muốn ăn tốt lành, và chỉ tốt lành nghe nó cũng hơi quá đó, nhưng không đến nỗi. Chỉ có câu là nếu tôn giả không có người trị giả thích đáng, tức là không có người chăm sóc thích hợp đó, thì chúng tôi sẽ chăm sóc cho tôn giả. Và chúng tôi sẽ chăm sóc tôn giả. Cái ý mà ngài Xá Lợi Phất kỳ đề cập, chứ không phải là ngài Xá Lợi Phất ngài muốn làm trị giả theo nghĩa bình thường. Do đó thưa quý vị, nhiều khi mình dịch đó, nó không phải là sai chữ, nhưng mà nó sai cái ngữ pháp. Và điều đó nó cũng là cái phiền cho người đọc. Một người đọc mà họ không có quen thuộc, thì nó dễ tạo ra nhiều cái ấn tượng nó hơi là lạ, nó hơi kỳ. Ở trong trường hợp này, tôn giả Xá Lợi Phất là một vị lớn về tuổi đạo và lớn về tuổi đời nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn Đức Phật, và lớn về tuổi đời, còn tuổi đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong những vị tỳ kheo tu vào cái năm thứ nhất của Đức Phật, thì không có cái chuyện mà mình
mình nói rằng ngày tinh nguyện làm thị giả cho vị trí cao trẻ, nói như vậy thì nghe nó hơi kỳ. Ở đây thưa quý vị, có trường hợp như vậy, có nhiều người đặt câu hỏi rằng Phật giáo có chống lại hay là khuyến khích bị tự sát hay không, bị tự tử hay không. Những gì mà chúng ta học về Phật pháp á, cho chúng ta thấy một điều rằng cái thân làm người nó thật sự là rất là quý. Nó quý ở đây không có nghĩa là trong cái thái độ tham sân quý tử, không phải như vậy. Mà cái quý ở đây là mình có thể hiểu, có thể thắp sáng được trí tuệ. Cho dù một người đang bị bệnh, nhưng mà nếu khéo tu thì cũng thắp sáng được trí tuệ. Và như vậy cái thân người nó vẫn có giá trị. Còn khi mà mình tự sát á, thì cũng phải nói một điều rằng do mình ra đi với một cái tâm trạng đau khổ, thì cái khả năng mà sanh vào khổ cảnh, cái khả năng đi xuống rất là cao, cao lắm. Và khi mà một người mà rời bỏ cuộc sống này, đó là bước đi vô định. Cái người tự tử thường nghĩ rằng mình rời bỏ cuộc sống này, mình sẽ đi tìm một thế giới khác tốt hơn, bình yên hơn. Không phải như vậy đâu. Phải nói rằng một người quyết định tự sát, ở trong giây phút cuối cùng họ đau khổ cùng. Và nói chung chung á, thì theo những gì mà chúng ta hiểu từ Phật pháp về cái sự vô định của bước luân hồi, về cái khả năng rất cao của một người đau khổ trong giờ phút chót của kiếp sống thì đi xuống. Và ngược lại đó, mình còn sống nếu bị đau khổ, nhưng mà mình còn được trí giác, tức là còn được cái sự hiểu biết, còn được lắng nghe, còn nói chuyện được đó, thì cái khả năng để khai thị, được khai thị, khả năng để hiểu biết nó cao hơn. Thì như vậy ở đây không phải trường hợp là ngày Xá Lợi Phất ngày đề cao sự sống. Có một lần có người nói về Xá Lợi Phất là nếu mà vô dương niết bàn là niềm hạnh phúc tối thượng thì tại sao ngài không tự sát đi? Thì ngài có trả lời rằng tôi không có tha thiết với sự sống và cũng không có đam mê với cái chết, chỉ có là không muốn làm cho trái cây xanh mà phải rụng thôi. Ngài không đam mê với sự sống mà cũng không tha thiết với cái chết. Ngài không muốn làm cho trái cây xanh bị phải rụng, đó là ngài sống thật tự nhiên. Giác tham phu tăng là như nhiên. Chỉ vì như thế nào ngài sống như vậy, đó là tâm thái của vị hoàn toàn giải thoát. Ở tại đây một vị bị khổ sở và muốn tự tử là vì nó không muốn tiếp tục chấp nhận kiếp sống này. Nên chi ngài sẽ là Phật, ngài đã khuyên là đừng, là khuyên đừng tự sát. Nó có nghĩa là mình trút cái khổ này rồi kiếp sau mình sẽ không còn khổ nữa. Và có khi nhiều khi mình trút khổ này kiếp sau còn khổ nhiều hơn nữa. Và cái khả năng nó rất cao chứ không phải ít. Đó là cái một điểm mà liên quan đến Phật pháp mà tất cả chúng ta cần nhận rõ. Thì khi mà được ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Chana có trả lời rằng không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược phẩm tốt lành, cũng không phải tôi không có người chăm sóc thích đáng. Và vị này đã nói lên một điều mà nó chỉ là một cái ý nghĩ giống như ý nghĩ của nhiều người trong chúng ta thôi. Thưa hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không đẹp lòng. Thưa hiền giả Sariputta, thật thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư được đẹp lòng, không được đẹp lòng. Tỳ kheo chanh á đem lại con dao không có phạm tội. Thưa hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy. Câu này thì nó có nhiều vấn đề lắm.
Nhất chúng tôi cũng phải nói theo quý vị rằng trong cái trong cái ngôn ngữ của tiếng Phạn đó, giống như cái, trong tiếng Anh chúng ta học không có một cái cách nói về bản thân của mình. Trong nhân xưng đại danh từ đó, trong tiếng Anh đó là I và you, và chúng ta học cũng được. Nhưng mà do cái này đó, đôi khi người ta có một cách nói chuyện giống như là ngang hàng. Ở đây thì Thầy Sơn Á gọi Ngài Sơn Phú Táo bằng Abuso. Abuso là một danh từ hiền giả hay là pháp hữu, thưa pháp hữu. Nếu dịch cho, nếu chúng ta dịch thì chúng ta sẽ dịch nó thưa pháp hữu Sơn Phú Táo. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch thì Ngài cũng để lại một cái di ngôn là chư tỳ kheo không nên gọi nhau bằng cách như vậy, mà vị nhỏ phải gọi vị lớn là Phan Tê, và vị lớn gọi vị nhỏ là Abuso. Thì thưa quý vị, vị này nói rằng thưa hiền giả, trong một thời gian dài tôi đã hầu hạ bậc đạo sư. Cái câu hầu hạ bậc đạo sư cũng là một thành ngữ. Một thành ngữ ở đây không có nghĩa là tỳ kheo chân á chăm sóc cho Đức Phật như là Ngài Ananda, Ngài đang hầu hạ Đức Phật, không phải như vậy. Ở đây hầu hạ bậc đạo sư là một thành ngữ chỉ cho là một người làm theo lời của Đức Phật. Có khi có một vài vị A La Hán khi mà nhắn tin cho người khác, nghe nói ai đến gặp Đức Phật á, thì vị đó nhắn rằng hãy đảnh lễ thay, xin nhân danh tôi đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng Đức Thế Tôn đã được con hầu hạ. Đôi khi dịch như vậy, nhưng mà ở đây phải là hầu hạ theo cái nghĩa bình thường, mà ở đây có nghĩa là Đức Phật Ngài dạy rằng ai mà hành trì theo pháp đó là cúng dường, đó là hầu hạ Như Lai bằng cách cao thượng. Ý nói rằng ở trong một thời gian dài thì vị này đã hành trì theo lời dạy của bậc đạo sư. Thì nếu chúng tôi dịch thì chúng tôi cũng không dịch là hầu hạ bậc đạo sư, mà chúng tôi đã hành trì những lời bậc đạo sư dạy và làm cho bậc đạo sư đẹp lòng, không phải không đẹp lòng. Tức là nếu Đức Thế Tôn biết thì Ngài hoan hỷ, phải là Ngài không hoan hỷ. Nhưng mà rồi vị này lại nói rằng tỳ kheo chăn á đem lại con dao không có phạm tội. Thưa hiền giả, Sơn Bồ Tát hãy thọ trì như vậy. Và thì câu này lên dịch là tỳ kheo chăn á tự sát một cách không có làm lỗi. Và thưa hiền giả, Sơn Bồ Tát hãy ghi nhận như vậy. Cái chữ ghi nhận ở đây chứ không nên dịch chỉ thọ trì. Chữ thọ trì ở đây nó cũng quá đi. Hãy ghi nhận như vậy. Ghi nhận là vị này đã tự tử mà không có làm lỗi. Nhưng mà cái chuyện tự tử không có làm lỗi á, ở đây không phải là chuyện thật nha. Chúng tôi xin thưa rằng cái tự tử không làm lỗi á, tại đây lúc này đó thì Kheo Chăn Á còn là một phàm tăng chưa đắc đạo chứng quả. Đây chỉ là một cái ý nghĩ là vị này đã có tu, đã thực hành theo lời dạy Đức Phật, bây giờ bệnh quá chịu không nổi thì tự sát, thì vị này nghĩ không có làm lỗi. Nhưng mà với trong cái ngôn ngữ của Đức Phật và giảng pháp ấy, thì một vị mà tự tử không có làm lỗi là vị đó tự tử bằng cái thân cuối cùng của kiếp luân hồi. Nghĩa là vị này tự tử nhưng mà vị đó không có rơi vào khổ cảnh. Vị này tự tử không bằng cái tâm thái đau khổ, gọi là tự tử một cách không có làm lỗi. Chỉ có chịu vị A-la-hán thôi. A-la-hán gọi là vị A-la-hán tột mạng, là vị A-la-hán với cái thân cuối cùng. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây thì cũng xin nói một điều là nếu là một vị A-la-hán thật sự thì vị đó có cái khả năng tự niết bàn mà không có phải bằng con dao hay là bằng tự sát, bằng thuốc độc hay bằng cái gì đó, mà vị có thể tự khả năng chấm dứt sự sống. Và vị đó không có sợ hãi trước cái chết,
Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là ở trong kinh đó, Đức Phật cũng vậy, mà rất là nhiều vị A-la-hán trước khi mà biết định thì các vị A-la-hán có đến gặp Đức Phật như Tỳ Kheo Ni Yayudala, hay là Tỳ Kheo Ni Mahavachak Gotimi, hay là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, trước khi biên định Niết Bàn đến đảnh lễ Đức Phật. Mà Đức Thế Tôn, con xin phép được biên định. Dạ, con xin phép. Tức là vị này có quyết định được cái thời điểm để chấm dứt mạng sống. Và cái quyết định đó đó là với đạo lực, với một cái năng lực của vị A-la-hán, vị đó quyết định được cái thời điểm mình biên định. Và chẳng những quyết định được mà tự mình có thể quyết định được. Và vị A-la-hán sẽ làm việc đó. Nhưng một người mà còn phải dùng tới con dao để cắt cổ, vị này còn dùng những thuốc để uống, thì vị đó chưa đắc đạo chứng quả được. Cái chuyện rất là khác biệt. Thành ra khi vị khi Tỳ Kheo Chan Ná nói rằng sẽ đem lại con dao, tức là sẽ tự sát, thì điều đó Chan Ná còn là một vị phàm tăng chưa chứng quả là hắn. Nhưng mà vị này lại tự mình tuyên bố rằng Tỳ Kheo Chan Ná đem lại con dao không có phạm tội, giờ không phạm tội. Thì đây là một cái nói bình thường, chúng ta gọi là nói cương điệu, nói quá lời, hay là ở đây là một cách nói theo cái kiểu mà mình tự nhận như vậy thôi, chứ không có lúc đó vị này chưa có cái khả năng mà tự mình kết liễu cuộc sống, tự mình viên tịnh Niết Bàn giống như là vị A-la-hán. Và cái câu hồi nãy chúng tôi nói rằng thưa hiền giả Sambuddha hay thọ trì như vậy đó, nếu mà chúng tôi dịch đó, chúng tôi sẽ nói rằng thưa hiền giả Sambuddha hãy ghi nhận như vậy, hãy ghi nhận cái chữ thọ trì ở đây. Một vị tỳ kheo nhỏ mà nói vị tôn giả hay thọ trì nghe nó kỳ cục, và ở trong cái băng tiếng Việt chúng ta. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta trở lại với lời dạy của tôn giả Sambuddha như hôm qua đó, trong kinh Giáo Giới Khắp Cô Độc. Chúng tôi có nói rằng mỗi một cái thời đại đó, cái trình độ y khoa có khác nhau. Và ngày hôm nay mà khi mà chúng ta bị bệnh, mà nhất là chúng ta ở một cái nơi mà có cái hệ thống y tế tốt đó, thì người ta có xài rất nhiều thuốc giảm đau. Giảm đau họ cho mình uống, hay họ truyền qua serum, họ truyền thẳng vào trong người mình. Do vậy có nhiều người bệnh mà nằm yên đó là do có thuốc giảm đau. Thời xưa không có như vậy, giờ nó khổ lắm. Thì thứ vì một cách mà các đệ tử thời Đức Phật, đó là dùng cái tâm lực của mình, dùng cái tri kiến của mình để làm giảm thiểu phần nào, và giảm thiểu phần nào cái nỗi đau khổ của thân. Chúng tôi nhớ rằng hồi xưa chúng tôi ở Long Thành, ở Sài Gòn, ở Long Thành ở Việt Nam á, thì có một vị sư bị bệnh, và thời đó thì thuốc thì uống ít, bằng cạo gió thì nhiều thứ gì, bằng cạo gió thì đau lắm, giờ bị cạo gió thì đau lắm, thì giờ bên này có lần than thở với sư trưởng là cũng bắt chước là niệm về vô ngã, nó cái sắc quẩn là vô ngã, nhưng mà đau quá chịu uống chịu không nổi, thì sư trưởng có nói một điều rằng quán tưởng như vậy là tốt, nhưng mà phải có tu tập lâu, thì cái sự tu tập đó mới, nhất là một vị có chứng đạt thì bị đủ khả năng là thấy cái đau của thân nó thân là thân, mà cảnh xúc là cảnh xúc, nó không phải là ta, không phải là tự nạn ngã của ta, không thể nào dùng cái triết lý đơn giản mà vượt qua được, mà phải là một cái sự tu tập thực sự mới bình thản được với cái khổ thọ đó. Thế chỗ này chúng tôi dùng cái giọt nước Cần Dương. Giọt nước Cần Dương là một cái cũng là một cái thành ngữ ngày xưa, người ta nói về cái giọt nước cam lồ. Có một tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cầm cái nhành dương để rải nước cam lồ, và nó nước cam lồ đó là nước mà có thể làm dịu đi cái nỗi đau khổ. Thì phải nói rằng nếu chúng ta tu tập mà đối với giáo lý vô ngã đó, mà chúng ta có thể suy niệm được, có thể thâm nhập được, thì nó đỡ chúng ta rất là nhiều. Như tôn giả Xá Lợi Phất
Có khi Ngài dạy rằng ai mà chửi mắng mình thì mình cứ nói rằng à, cái lời chửi là âm thanh, cái sự nhận biết đó là nhĩ thức, lỗ tai nghe âm thanh và nhĩ thức nhận biết âm thanh, thì qua đó không chấp thủ đó là ta, là của ta, trường cảnh của ta, nó cũng là một cách để giảm thiểu đau khổ. Dạ, cách giảm thiểu đau khổ. Thì thứ gì thường thường á là chúng ta bị cái khổ, nói theo trong trong kinh đó là chúng ta bị mũi tên, tức là cái thân mình khổ rồi, nhưng mà qua cái thân mình khổ còn thêm cái tâm mình khổ. Tâm mình nghĩ sao tôi khổ quá, sao người khác không có bị xui xẻo mà tôi bị xui xẻo quá. Thì ngoài cái khổ nó còn, ngoài cái khổ mà của thân nó còn có sự than thở, và càng than thở thì nó càng khổ. Chúng tôi biết rằng có vài vị có thói quen là khi gặp chuyện khổ hay than lắm, nhưng mà càng than thì nó càng khổ. Tại vì sao? Vì trong cái lời than thở đó nó lại có thêm cái ngã tính trong đó, đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Do đó tôn giả Xá Lợi Phất đã khuyên là nên ghi nhận hiện tượng về hiện tượng, và hiện tượng nó được ghi nhận trong từng khoảnh khắc và ở trong từng sự trạng, từ khoảnh khắc từng sự trạng đó, nó sẽ giúp cho chúng ta biết làm giảm bớt đi cái nhìn tổng thể của ngã chấp. Đó là cái lợi của pháp tu tập tứ niệm xứ. Và pháp tu tập tứ niệm xứ là có khi chỉ thấy hơi thở vô hay hơi thở ra, hơi thở vô ngắn, hơi thở ngắn, hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hay có khi chỉ thấy chân mặt bước, chân cái bước, hoặc chả là có lúc chỉ thấy rằng đây là tóc, đây là lông, móng, răng, da, có lúc chỉ thấy rằng đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ phi khổ, phi lạc, bất khổ, bất lạc. Thì thấy từng cái từng mảng như vậy đó, nó sẽ cho chúng ta giảm đi cái ngã chấp. Chúng ta nhớ rằng ngã chấp đó là một thứ ảo giác. Cái ảo giác đó là một cái ảo giác toàn thể, tổng thể. Ví dụ như là bây giờ người ta chửi một vị sư nào đó, mà mình nghĩ rằng họ đang chửi Phật giáo, và họ đang chửi Phật giáo mình nổi giận, thì cái chuyện đó đó là mình thấy là vị sư đó là Phật giáo, và họ chửi vị sư đó tức là chửi Phật giáo, vậy đó mình nổi giận. Cái đó là cái nhìn đại quan, cái nhìn tổng thể. Nhưng mà nếu trong trường hợp một vị sư nào đó bị chửi và mình thấy rằng vì đó có cái nghiệp riêng, và người ta chửi là đang nhắm vào vị sư đó là một cá nhân, thì cái chuyện đúng sai đó là một chuyện khác. Nhưng mà mình cũng không thể nói rằng vì cái chuyện đó mà mình nghĩ rằng đó là chung cả Phật giáo. Tại vì dù là Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo thì vẫn có những vị tu sĩ bị chửi thôi. Thì như vậy đó là chúng ta nên hiểu được, và nên hiểu được là một cách để chúng ta giảm thiểu cái ảo giác về cái tôi cái ta đó, là nhìn chuyện nào ra chuyện đó. Để giảm thiểu cái tôi cái ta là nhìn ở trong một cái chuyện đơn lẻ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hiện nay đang có một cái phong trào rất là mạnh ở tại Mỹ, đó là cái sự căm ghét cảnh sát và đàn áp bất công với người da đen. Thì chuyện đó có chứ không phải không có. Người ta nói rằng có những cái táo rất là xấu, áp bồ là ngon là tốt, nhưng mà cũng có những áp bồ nó xấu, áp bồ nó bị hư. Thì dù là trong giới tu sĩ, hay là trong giới quân đội, hay là trong giới chính trị, hoặc là trường hợp cảnh sát, thì cũng người tốt người xấu. Cái chuyện cảnh sát á, mà có một cái những cảnh sát kỳ thị và cố tình giết người da đen, chuyện đó có, như trường hợp xảy ra Minnesota có. Nhưng mà nếu vì cái chuyện đó mà tạo nên một cái sự căm ghét đối với cảnh sát chung á, thì cái chuyện không quá đà. Ở Carolina cách đây một hôm á, thì khi mà dân chúng họ đi biểu tình, họ quỳ xuống, họ quỳ xuống, họ quỳ xuống như một cách để phản đối chính quyền. Giống như là chúng ta xem trong những cái trận đá banh đó, cái trận đá banh của Mỹ, khi hát quốc kỳ Mỹ thì có những người lực sĩ, hay là có những người chơi thể thao, có những cầu thủ đó, họ quỳ xuống, họ không có đứng mà họ quỳ xuống để phản đối cái chuyện mà cảnh sát giết da đen một cách bất hợp pháp, một cách bất công. Thì người ta lên án cái chuyện quỳ đó,
Nhưng mà trong biểu tình lần này thì họ áp dụng những rất là nhiều. Thay vì bạo động thì họ quỳ xuống. Thì ở Carolina có cái trường hợp là khi mà một hàng người đã quỳ giữa đường xuống như vậy đó, thì cũng có hơn 40 cảnh sát họ cũng quỳ xuống. Họ nói là sự đồng tình với dân chúng. À, chúng tôi cũng biết là cảnh sát cũng có những người xấu như vậy, và cái giết người da đen như vậy là xấu, và chúng tôi cũng nghĩ rằng cái mạng sống người da đen cũng quan trọng. Thì như vậy ý chúng tôi mới nói rằng một cái người cảnh sát giết một người da đen có thể làm cho người ta có một cái nhìn chung chung là cảnh sát là xấu. Mà ai mà nói rằng cảnh sát là tốt hoàn toàn thì cũng sai, mà ai nói cảnh sát xấu hoàn toàn nó cũng sai. Mà chúng ta nên biết là chuyện nào nó ra chuyện đó. Dạ. Cái đó là cái nhìn khách quan. Thì khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta cứ nhìn chuyện nào ra chuyện đó đó, thì nó sẽ giảm thiểu đi cái nhìn đại quan, cái nhìn tổng thể, đến cái nhìn chung chung, cái nhìn vua đùa cá đấm. Mà lúc bây giờ chúng ta có nhận là đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ bất khổ bất lạc, đây là hơi thở ra vào, đây là tóc lông móng răng da v.v. Thì bởi vì trong cái mấy cái chữ ngày hôm nay mà chúng ta thường nghe chữ quý phan gá, quý phan gá có nghĩa là quảng thuyết và giảng rộng, nhưng chữ quý phan gá còn có nghĩa là phân tích, và phân tích là chia sẻ. Và có nhiều người thấy tại sao mà trong Phật giáo Nam Tông hay là trong A Tỳ Đàm mà hay chia sẻ ra, nhưng mà kỳ thực là chính cái sự chia sẻ đó cho chúng ta nhận ra cái thực chất của cái thế giới hiện tượng, hơn là có cái nhìn vô đủ khả nắm, hơn là một cái ảo giác đại quan. Cái ảo giác đại quan nó rất là đáng sợ, và rất là đáng sợ bởi vì khi mà mình nhìn như vậy mình khổ đúng cái chuyện hết. Đụng chuyện đó thì đó là cảnh sát xấu, đụng chuyện đó nói người Việt xấu, đụng việc đó nói là người da vàng xấu. Bây giờ có nhiều người Mỹ họ quan điểm rằng người da vàng, người Á Châu đó là nguyên nhân của lây nhiễm, họ đánh người Á Châu. Tại vì gặp người Việt Nam cũng nghĩa là người Tàu, gặp người Thái cũng nghĩa là người Tàu. Thì cái đó chúng ta gọi là quên luộc khá nóng. Cái việc xảy ra rất nhiều trong chính đời sống của chúng ta. Do vậy một trong những cách tu của chúng ta là chuyện nào ra chuyện đó. Mắt là mắt, con mắt là con mắt, cảnh sắc là cảnh sắc, nhãn thức là nhãn thức. Và không có nghĩa là mình thấy cái cảnh tượng xấu thì là chuyện đau đớn hoàn toàn, hay là tôi bị như vậy, tôi thế này, tôi thế kia. Thì mình vừa là không có nhận thức ra cái bản chất của hiện tượng, và chúng ta vừa đem cái ngã tính vào ở trong những cái cái trạng huống trong đời sống, và chính những điều này làm cho chúng ta khổ. Được hướng pháp lữ quan nghĩ, chúng tôi đang giảng, chúng tôi sẽ giảng tới đoạn đó, và chúng tôi sẽ giảng tới đoạn đó, tại vì chúng ta còn đang đi qua bài kinh đó, thật ra đoạn đó chúng tôi sẽ đề cập đến. Thưa quý vị, khi mà tôn giả Sambutta giảng dạy như vậy đó, thì là một cái pháp thoại đặc biệt dành cho một người đang bị cảm thọ gọi là thân thích khổ, cái khổ của thân rất là trầm thống. Ai mà qua cái khổ rồi thì hiểu khổ lắm. Ví dụ lần nào đó mà mình bị nhức răng, và có vị nào bị nhức răng, hay là có lần nào đó mà vị nào bị bồ cạp cắn hay bị rắn cắn, lúc đó nó khổ, thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái thân mình mà khi nó bị khổ thọ nó khổ khủng khiếp. Và cái khổ đó phải có một cái nội lực mạnh mới có thể vượt qua, mới có thể kham nhẫn được, không dễ thì kham nhẫn đâu. Thì sau cái lời của tôn giả Sariputta đó, thì ngài Mahachunda thì là ngài em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất ngày có đông anh em đi tu trước giờ, và ngài Mahachunda ngày nó mới nói tôn giả Chana, đây là nói lời nói thêm vào. Nhưng mà tôn giả Mahachunda không có giảng, mà chỉ nhắc lại lời Đức Phật dạy. Và cái lời nhắc này rất là quan trọng,
Chính ra thì chúng tôi cũng hơi lấy làm lạ một điều, đó là những cái lời này của tôn giả Mahachun đã nhắc được đề cập đến nhiều trong kinh. Nhưng mà nếu chúng tôi nghĩ rằng trong những cái bài kinh cầu an, ngay cả kinh cầu siêu cũng vậy, thì lẽ ra cái đoạn kinh này cũng nên tụng lắm. Nhưng có lẽ nó cao siêu quá thành ra không có tụng. Nhưng thật sự đoạn kinh này nên là một bản kinh tụng. Cái lời kinh cái lời này là có phần ngôn và được tìm thấy trong nhiều bài kinh. Và nếu chúng ta học được và tâm niệm được thì rất là đẹp. Nó cũng giống như là cái câu mà chúng ta nói rằng chớ có xa rời trí tuệ, hãy hộ trì chân đế đó. Cái câu kệ rồi bốn câu kệ đó cũng là câu kệ rất là đẹp để làm cái tụng. Ở đây cũng có câu kệ, đây là lời nói của tôn giả Mahachunda nhắc lại lời Đức Phật dạy. Do vậy, này hiền giả Na, lời dạy này của Thế Tôn phải được thường trực tác ý. Ai có chấp trước là có dao động, và ai có chấp trước là có dao động. Tức là ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta có tham cầu, chúng ta có mong mỏi, chúng ta có kỳ vọng, thì chúng ta có dao động. Lấy ví dụ như là trong cuộc sống mình mà mình càng ít kỳ vọng thì mình càng ít sợ hãi. Mình kỳ vọng rằng cái nhà đó mình thích mình phải mua cho được, cái người đó mình yêu thương mình phải sống chung cho được, và cái mục đích đó có mình phải được. Cái sự kỳ vọng càng nhiều đó thì cái sự dao động nó càng mạnh. Ví dụ bình thường quý vị coi ta đá banh ở trên TV mà mình không có đứng phe nào, mình không có kỳ vọng ai thắng thì nó xảy ra sao thì biết như vậy thôi. Nhưng một khi mà mình quá kỳ vọng là cái đội banh này sẽ thắng thì thật sự cái tâm của chúng ta rơi vào trạng thái rất là dao động. Bởi vì có lần có một Phật tử hỏi vị thiền sư rằng chúng con tu tập nhưng mà chúng con coi đá banh, coi thể thao thì nó có hại gì không? Thì vị thiền sư cũng nói một điều rằng nếu mà cái người coi bình thường thì nó cũng không đến nỗi gọi là hại, nhưng mà coi mà đứng bên này bên kia mong có thắng có bại, thích thú thắng bại thì nó sẽ làm tâm mình dao động, và cái tâm dao động đó nó làm cho mình càng lúc càng khó tu. Thành ra ai có kỳ vọng là có dao động. Cái chữ chấp trước ở đây nó giống hiểu nghĩa là mong mỏi, kỳ vọng. Ai có kỳ vọng có dao động, ai không có kỳ vọng thì không có dao động, không có dao động thì có khinh an. Cái khinh an ở đây là trạng thái thanh thản, nhẹ nhàng. Cái sự thanh thản nhẹ nhàng do không có xáo trộn, không có dao động. Chúng ta thường lầm tưởng cái sự dao động là một sự hào hứng, thích thú. Dao động đó là một cái khoái cảm, một cảm giác lạ. Ví dụ như là khi mình thích đánh cờ hay đánh bài thì nó có thắng có bại. Và trong cái thắng bại đó nó làm cho con người khoái trá, thích thú. Nhưng mà thật sự là trong cái thắng bại nó không làm cho người ta khoái trá, thích thú như vậy đâu. Đó là một thứ cảm giác, và con người thích cảm giác đó, và người ta phải trả giá đắt cho sự cảm giác đó. Ví dụ như là đi đánh bài mà thắng á, thì quả thật là một sự khoái trá. Nhưng mà đâu phải là đánh 10 lần thắng 5 lần đâu. 10 lần mà thắng được 1 lần thì cũng là may. Thì khi mà mình thua thì nó không phải là sự khoái trá nữa, mà nó là một cái sự ngổ ngang, nó là một cái sự hụt hẫng, nó là một sự mất mát, và nó là một sự chán chường. Nhưng mà rồi lại muốn cảm giác nó lần nữa. Thì ai có kỳ vọng thì có dao động, mà không kỳ vọng thì không dao động, mà không dao động thì có kinh an, hay là không kinh an thì có sự thanh thản. Mà có kinh an thời không có hy cầu, có kinh an hy cầu tức là không đi tìm kiếm nữa, không tìm kiếm nữa. Không có hy cầu thì không có khứ lai, không hy cầu không có đến đi, là sự việc thế nào chấp nhận như vậy. Không có từ chối cái này mà không đi tìm cầu cái kia. Không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, không có đời sau, và không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. Cái lời này rất là đẹp, chúng ta
lời này rất là đẹp. Dạ, yeah, rất là đẹp. Không có chấp trước là không có dao động. Không chấp trước. Có chấp trước, có dao động. Chấp trước thì không dao động. Không dao động thì không có khinh an. Và không có khinh an thì không có hy cầu. Không có hy cầu thì không có khứ lai đến và đi. Không có khứ lai thì không có tưởng sanh. Không có tưởng sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Tại sao mình đang sống mình nói không có đời này? Và không đời này tức là lúc bây giờ thấy rằng tất cả chỉ là thế giới của hiện tượng. Không có sắc thủ đây là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi. Không có đời sau, tức là không có cái sanh hữu. Tiếp tục lặp lại cái mà mình đang có. Nói theo Phật Pháp thì lặp lại. Không có khoảng giữa, không có giữa hai đời. Cái giữa hai đời này là vật là ba thức sanh tiết, là tiết sanh thức. Tiết sanh thức là cái thức tái tục, cái thức tối thức giữa hai đời. Được cả hai đều không có. Thì thưa quý vị, sau cái lời nhắc nhủ đó đó, thì tôn giả Xá Lợi Sơn Bồ Tát và Xu Nhĩ Ma Ha Chuyên Đá rời khỏi nơi đó, ra đi. Và sự việc xảy ra rằng sau khi ra đi đó, thì tôn giả Chan Lá đã tự sát. Và như chúng tôi nói rằng cũng có thể là dùng con dao cắt cổ cũng có, hay là uống thuốc, mình không biết. Nhưng mà cái thành ngữ mà mang lại con dao nghĩa là tự tử. Và thật ra thì cũng có nhiều trường hợp là cắt cái dao cạo tóc. Ngày xưa các vị đi tu hay có dao cạo tóc, có thể nói là một cái dụng cụ, một cái thứ cụ mà dễ nhất là có thể có được. Có thể bị để cắt cổ chúng ta không có rõ. Thì theo trong sớ giải đó, và theo trong sớ giải thì vị này đó, lúc mà tự sát đó, là còn là một phàm nhân và rung động trước cái chết, sợ hãi trước cái chết. Nhưng mà nhờ những cái lời nhắc nhở của tôn giả Sariputta và Tu Nhĩ Ma Chuyên Đá là vị này đã nhanh chóng lấy lại cái sự bình tĩnh để mà nhìn vào sự sợ hãi đó, nhìn vào cái sự chết đó, nhìn vào sự dao động đó, và tự giác bừng khai. Và lúc đó thành tựu quả vị giải thoát. Thì trường hợp này là trường hợp mà ngài Tịnh Sự Người Dịch trong tiếng Việt là đắc đạo cộng mạng. Và đắc đạo cộng mạng tức là kề cận cái chết và đắc đạo chứng quả, chúng ta gọi là đắc chứng đạo quả trong đường trơ kẻ tóc. Và trong đường trơ kẻ tóc, quý vị nhớ ở trên đó là có một đoạn bị Tỳ Kheo Chan Lá nói rằng tôi đem lại con dao một cách không có lỗi lầm. Câu nói đó là một câu nói quá đời. Bị này tự sát với cái tâm của một cái người người phàm phu, chứ không phải là tự sát với cái tâm của A-la-hán. Nhưng mà trong lúc chuyện nó đang xảy ra, trong lúc sự sát xảy ra, thì nhờ cái lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Ma Chuyên Đá nhắc nhở, thì vị này đã thắp sáng được tự giác. Và ở đây cái chết tương đính trong đường tơ cả tóc, và chỉ có Đức Phật ngài mới biết rõ điều đó. Ngài biết rõ, chỉ có Đức Phật ngài là bậc thế gian giải, ngài mới hiểu được tất cả những điều đó. Chứ người thường rất là khó biết là với cái chết như vậy, người đó đi về đâu, người đó sẽ thế nào, không biết rõ, khó biết lắm. Thì khi vị này sau cái chết vị này, thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Chuyên Đá đến gặp Đức Thế Tôn. Chúng tôi nghĩ thưa quý vị, ở trong này không có ghi, nhưng mà có lẽ là khi được biết vị này mất, thì tôn giả Xá Lợi Phất đã trở lại và ghi giải chết đó. Và cũng có thể là những người đàn tính cũng cùng nhau tổ chức việc hỏa táng cái di thể của tôn giả mà Chan Lá. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài đã có môi đưa được một câu hỏi với Đức Phật. Ngài muốn biết là Tỳ Kheo Chan Lá sau khi tự sát đi về đâu.
quý vị hãy chờ chỉ cứ một chút xíu nhé. Và quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ quý vị, nếu mà nó thì sẽ ra liền, dạ thì sẽ ra liền trong, dạ. Dạ quý vị thực sự có nghe được chúng ta nói không? Sao hỏi quý vị có còn nghe được không? Dạ quý vị, đoạn kinh tiếp theo thì khi mà tôn giả Sariputta hỏi về cái cảnh giới tái sanh, cái cảnh giới nào tái sanh của tỳ kheo Sanna đó, thì Đức Phật ngài có hỏi lại, dạ ngài có hỏi lại là có phải trước mặt của ông thì Khắc Chân Á đã tuyên bố sự không phạm tội, tuyên bố đây là một cách nói, một cách hỏi, thì tôi giải thích là có không trả lời câu là có tuyên bố hay không tuyên bố, mà trong ở đây là Bạch Thế Tôn có một ngôi làng của dòng Quách Chi tên là Bhupachira. Bhupachira tại đấy có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tôn giả Chân Á, những gia đình cần được viếng tông không. Câu nói này thì hàm ý là vị này đã có một cuộc sống rất là tốt đẹp và đi xuất gia, có những người đàn tính hộ trì, và vị này không có cái lầm lỗi ở trong cuộc sống của một một vị xuất gia. Nhưng mà tôn giả Sa Lợi Phất không có xác định được là tôn giả Chân Á là có phải là ra đi với một cái sự tự sát mà không có lầm lỗi hay không, như hồi nãy chúng tôi đề cập ở trên. Thì Đức Phật ngài tiếp xong đâu câu đó, ngài nói này Sariputta, những gia đình đấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỳ kheo Chân Á, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay ta không nói rằng tỳ kheo Chân Á có phạm tội. Dạ, ta không nói rằng tỳ kheo Chân Á có phạm tội. Ở đây ý Đức Phật ngài muốn dạy rằng đối với ngài đó thì tỳ kheo Chân Á không không có cái một cái sự tự sát, mà do cái sự tự sát của vị này đi xuống. Cái tự sát mà đi xuống là sự tự sát có phạm tội, và tự sát mà không có rơi vào đọa xứ là tự sát không phạm tội. Và tự sát mà không có đi vào đọa xứ không phạm tội đó đồng nghĩa với vị này chứng quả giải thoát. Và Đức Phật nói này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và không chấp thủ thân khác, ta nói người ấy có phạm tội. Dạ. Ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ thân này tức là tự sát, và chấp thủ là đi tìm một đời sống khác, thì ta gọi là người đó có phạm tội. Tại sao có phạm tội? Không phải là luân lý, phải đạo đức, mà người đó làm việc sai.
người đó tự mình kết liễu cuộc sống và đi tìm một cái thân khác, tức là mình đi tìm một thân khác bằng sự tự sát, thì Đức Phật gọi là có phạm tội. Ở đây chúng ta nên nhớ cái câu này tuy rất ngắn, là ai từ bỏ, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác thì ta tuyên bố, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Ở trong cái câu rất ngắn của đó của Đức Phật nói gì cho biết rất nhiều cái quan điểm của Phật pháp đối với cái mà chúng ta gọi là tự tử và tự tử. Thành ra ở trong bất cứ hoàn cảnh nào không nên giải quyết bằng cách tự tử. Và Đức Phật ngài sau đó ngài quay trở lại đối với chuyện của tỳ kheo chăn ná, ngài nói rằng tỳ kheo chăn ná không có như vậy, không có chấp thủ như vậy. Tỳ kheo chăn ná đã đem lại con dao mà không có phạm tội. Và ý Đức Phật thì nói rằng vì đó đã giác ngộ để giải thoát. Thì thưa quý vị, trong những lời nói sau cùng của Đức Thế Tôn đó, của Tôn giả Xá Lợi Phất đối với Thế Tôn đó, thì có ba điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Điểm đầu tiên đó là nói cách chung chung thì pháp không có khuyến khích tự tử. Chứ tôi có nói rằng một người tự tử là ra đi với một cái tâm trạng đau khổ, tâm trạng tuyệt vọng, tâm trạng đi mong tìm một cái gì tốt hơn, thì tâm trạng nó không có lợi cho người người mất. Và hầu hết những người tự tử là đi xuống. Đó là theo cái nhìn của Phật pháp. Điều thứ hai đó là trong câu chuyện này Đức Thế Tôn ngài đã xác nhận rằng trước khi, cũng là cái lời này trong sứ giải, trước khi mà cái chết đến với Chan Á thì Chan Á đã trải qua một cái giai đoạn tự mình phấn đấu chính mình và thắp sáng được tự giác ngộ ở trong giây phút trước khi viên tịch đó. Và ở đây thì qua cái lời Tôn giả Xá Lợi Phất và đối với Đức Phật đó, thì thật ra thưa quý vị, nó có một số cái từ vựng mà trong trong sớ giải đề cập đến chúng tôi không có không muốn nói nhiều đến ở tại đây, tại vì nó thuộc về ngôn ngữ và nó thuộc về ngôn ngữ ở đó nó có chữ Upadavaya và chữ Anupapaccha. Nó liên quan đến cái câu mà Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cho Đức Phật về các gia đình ở xứ Quách Chi, và xứ Quách Chi, Quách Chi đại khái là một cái ý nói rằng một cái vị mà ra đi nhưng mà vị này đã có được một cái đời sống tu tập tương đối là có đủ điều kiện tốt và những người đang đến để hộ trì tốt. Thật ra câu chuyện này xảy ra ở tại Vương Xá, quý vị, tại Vương Xá, ở tại núi Linh Thứ. Thì trong cái chỗ mà chúng tôi suy luận thôi, dạ, chúng tôi chỗ suy luận thôi, là có thể là dân chúng ở ngôi làng đó, do cái sự thương kính đối với vị tỳ kheo tên là Chan Á này, đã gửi đi những người đến để săn sóc về thực phẩm, về thuốc men cho vị này. Và vị này có một đời sống là hoàn toàn thuận hợp với giới luật mà Đức Phật ngài đưa ra. Tại vì quý vị biết là vị này đang ở Vương Xá Thành, đang ở núi Linh Thứ, trong lúc bị bệnh, và những người đàn đến thì họ nằm ở xứ ở một cái xứ Quách Chi. Thì nếu ngày xưa là xa thưa quý vị, bây giờ thì từ đó, từ Vương Xá qua Chi chúng tôi đi khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ bằng xe chạy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc lúc vị này bị bệnh thì có người đến từ làng họ đến, họ lo lắng, họ chăm sóc. Đó là suy luận của chúng tôi thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó có một vài cái tư vựng mà chúng tôi không nghĩ rằng ngày Xá Lợi Phất ngày nói không có rõ ràng. Nhưng mà đại để là người nói rằng một cái phương diện nào đó thì vị này đã
bệnh, nhưng mà trong cái sự bệnh hoạn đó đều được chăm sóc tốt, chăm sóc đầy đủ, và vị này cảm thấy rằng không có chịu nổi nữa thì vị này ra đi. Dạ. Nhưng mà Đức Phật ngài trả lời rằng ai quăng bỏ thân này nhưng mà còn chấp thủ một thân khác thì ngài nói rằng đó là cái chữ phạm tội ở đây nó hơi khó. Hồi nãy chúng ta nói cái từ vựng nó hơi khó nghĩ. Phạm tội là khi nào mà mình đi ngược với luật pháp hay đi ngược với luật. Nó phải đi ngược luật pháp, không ai có quyền cấm người khác tự tử hết, một người phạm tội như vậy. Nhưng mà chữ phạm tội ở tại đây nói lên một cái, đó là một cái quyết định đi ngược lại với lẽ đạo, đi ngược lại với cái lẽ thật. Mình bỏ thân này chỉ chắc được thân khác tốt hơn, và mình bỏ thân này với cái tâm trạng buồn não, buồn thảm, thì nó không có nghĩa là mình đi đến một cảnh giới khác mà nó tốt hơn. Và do vậy cái chữ phạm tội trong cái chữ ở đây mà gọi là anubhavaccha, anubhavaccha dịch là không có đáng khiển trách hay là không có đáng chê trách. Đó là một cái chết, một cái chết mà không có gì để chỉ trích, và không có gì để chỉ trích được, là bởi vì đó đã không có đi truy tìm cái thân sau này. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là một người mà từ bỏ thân này, nhưng mà vị đó trong giờ phút cuối không có đi truy cầu một cái nền cảnh giới khác. Tức là người chết đó, họ mong chấm dứt thân này để đi vào cái gì đó cũng được, nhưng cái đó nó khác hơn cái thân này thôi. Thì vị đó đó có vấn đề. Và tại vì sao vậy? Tại vì vị đó sẽ không có biết rõ cảnh giới trong tương lai. Nhưng mà vị này á, thì từ bỏ thân này tức là tự tử, nhưng mà không có chấp thủ thân khác. Thì chỉ có một vị A-la-hán, một vị đoạn tận phiền não, đoạn tận tử sanh mới làm được chuyện đó. Thì cái chữ chúng ta mới nói rằng là không có khuyết điểm hay không có gì để đáng trách, không có gì để đáng nói. Và ở đây là chữ không có phạm tội. Thật ra thì chúng ta nên hiểu đại loại như vậy. Tóm lại thưa quý vị, bài kinh này nói về một cái trạng huống không có vui ở trong cuộc sống, là đôi khi chúng ta bị bệnh và cái bệnh nó rất là nặng. Trong trường hợp này vị này bệnh quá nặng, kề cận cái chết, một cái sự đau đớn vất vả vô cùng, đau khổ sở vô cùng, và được tôn giả Sát Lợi Phất ngày khai thị. Nhưng mà rồi cũng rất là đúng lúc là khi mà vị này đối diện với cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Mình nói thì nó hơi dài dòng, nhưng mà đối với vị này nó ở trong một tích tắc. Chúng tôi dùng chữ đường tơ kẻ tóc là thí dụ như vị này đã cắt cổ xong rồi và sắp chết rồi, nhưng mà lúc đó lại thành tựu tự giác. Thì cái trường hợp đắc đạo tột mạng đó, nó là một trường hợp rất là hy hữu và rất hiểu. Có một vài trường hợp như vậy được ghi nhận ở trong kinh. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây về bài kinh Giáo Giới Sanh Á. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc, và để xem chư tăng có vị nào, chư vị giảng sư có vị nào ở trong room, thánh đích của thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trong room mà không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không. Nếu thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin kính thỉnh, dạ kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu qua nghỉ nói cho vài lời. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ. Thưa tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị.
hôm nay chúng ta được nghe Thượng Tọa Nhật Đẳng phân tích cặn kẽ những cái văn nghĩa trong cái bản dịch của bài kinh. Thật sự những vấn đề Thượng Tọa phân tích rất là hợp lý. Chẳng hạn như là chữ Upathaka. Chữ Upathaka không phải là thị giả. Trong trường hợp khác thì gọi là thị giả được. Nhưng mà chữ Upathaka, nếu là một người cư sĩ mà họ chẳng hạn như là cái người cư sĩ mà Upathaka của tôn giả Moggallana, thì chỗ đó dịch là cái người hộ độ, một cái người hộ độ cho tôn giả Moggallana, gia đình hộ độ. Và khi một cái gia đình hộ độ cho tôn giả Moggallana tỉnh Chư Tăng về nhà, Chư Tăng đó, tỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà để cúng dường, thì trong 7 ngày thì khi đó cái chuyện mà công chúa Supavasa vừa sanh ra một hoàng nam, sau 7 năm 7 tháng hoài thai, thì công chúa Supavasa mới gửi người đến để cung thỉnh Đức Phật Chư Tăng 7 ngày trai tăng. Đức Phật Ngài thấy trong cái trường hợp đó là trường hợp mà rất là cần thiết để hỗ trợ cái niềm tin của một vị công nương. Cho nên Đức Phật Ngài mới bảo tôn giả Moggallana đi đến cái gia đình hộ độ Upathaka cho tôn giả và điều đình. Tôn giả thì ở đây cái chữ Upathaka chỗ này mà nếu mà nói dịch là nếu như không có, nếu như thị giả không có một vị thị giả thì tôi sẽ làm thị giả cho hiện giả. Thì ở đây thưa quý vị, cái trường hợp này mà tôn giả Sariputta, một vị trưởng lão, là một vị thượng thủ kinh văn, mà lại đi tình nguyện làm thị giả cho một vị tỳ kheo trẻ hơn rồi còn phạm phu nữa, thì trong trường hợp vậy là không đúng. Cho nên Thượng Tọa Đẳng phân tích cái chỗ này rất là hợp lý, là chỉ nên nói là săn sóc, xài cái chữ săn sóc. Cái chữ đó nó cũng xài cho cái nghĩa Upathaka. Upathaka còn như trường hợp mà nói đến cái từ cái chết thì không có phạm tội đó, anh đâu có chá. Thì trong trường hợp này cái chữ quá chá nó xuất phát từ cái động từ quát hay là quát đa tí, tức là nóng hay là khiển trách. Và do đó chữ anh nói quá chá cũng vẫn có thể xài được cho cái nghĩa như vợ đảm vừa nêu, là một cái chết không đáng vỡ trách,
không đáng quả trách. Thì bởi vì nếu như một người đang tự hủy hoại cái xác thân mình, tự giận mà chết, thì thật ra thì đáng quả trách. Như là ngày xưa đó, trong đạo Nho đó, người ta cũng quan điểm là người con mà tự sát hay là tự chặt tay chặt chân mình thì như vậy là bất hiếu. Cái đó là đáng quả trách, là tại vì cha mẹ đã công quản dưỡng sanh ra mình có lành lặn, mọi giờ mình tự hủy hoại cái xác thân mình coi thường, mình không có thương cha thương mẹ, thì cho nên đáng bị trách. Thì ở đây trong trường hợp này chưa có, nếu mà nói về phạm tội, tội với ai, tội gì và luật nào cấm, ngay cả luật Đức Phật Ngài cũng không có cái điều luật nào của Đức Phật Ngài cấm tự sát. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện mà người ta tự sát rồi làm sao buộc tội người ta được. Cho nên ở đây xài cho cái nghĩa không đáng khiển trách là rất là hay. Kính thưa quý vị, mặc dù vậy, khi mà chúng ta đọc một bài kinh, chỉ trừ ra có những vấn đề nó quá nghiêm trọng làm cho hiểu sai cái ý kinh, và làm cho cái lòng tịnh tịnh của mình đối với Đức Phật hay là đối với các vị đại điện, các vị thánh chúng, các vị A-la-hán, làm cho cái lòng tịnh tính của mình nó bị lung lạc bởi do cái lời văn dịch của mình, cái lời văn dịch không có tốt, không tốt đẹp, thì cái đó chúng ta cần phải nói. Nhưng mà khi chúng ta đã hiểu được rồi thì cái mà quan trọng như trong bài kinh này thì các Phật tử chúng ta phải chú ý một điều là khi mà chúng ta bị bệnh hay là chúng ta trong cái giờ phút cận tử, chúng ta cần phải có một cái bản lĩnh trong cái việc tu tập, chẳng hạn như về cái trí tuệ để quan sát, hay là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta giữ cái tâm an trú. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta một cái cảnh giới tốt đẹp, vì tâm không tán loạn. Còn nếu như trong giờ phút lâm chung và đắc đạo tục mạng thì như vậy cái đó cũng là tốt, cái đó cũng là tốt. Như là câu chuyện của chị Khu Quốc Lý, vị đó cũng tự sát và cũng chứng được đạo quả A-la-hán. Và như Tỳ Khưu Vô Thác tu 13 năm mà không chứng đắc gì, vì nó chán quá mới dùng cái con dao cạo tóc để mà cắt cổ. Khi vị đó sắp lâm chung, vị đó triển khai minh sát, tuệ minh sát chứng A-la-hán quả. Thì khi đó Đức Phật Ngài cùng với chúng tỳ kheo đi đến cái trú xứ của vị này, đi đến tỉnh thất của vị này, thì có cái luồng khói đen đi qua đi lại tỏa bên này bên kia. Đức Phật Ngài hỏi chưa tỳ kheo có thấy cái luồng khói đó không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy. Đức Thế Tôn nói đó là ác ma muốn đi tìm cái thức tái sanh của vị tỳ kheo đó. Thì cơ vô thái như thế nào?
Nhưng mà ác ma sẽ không có tìm thấy, bởi vì một vị Điều Cô Tháp đã đi không để lại dấu vết, cũng giống như là chim bay trên bầu trời cũng để lại dấu chân vậy. Dấu chân ấy khó tìm, không có tìm được. Thì ở trong phi dược pháp, khi mà nói đắc đạo tục mạng Samasisi, thì chúng ta phải hiểu Samasisi là như thế này. Mạng sống này có cái đầu. Khi mà cái đầu còn, mình có thể mình bị cụt tay, cụt chân, nhưng mà cái đầu còn là còn sống. Mà khi cái đầu bị đứt lìa rồi thì chết, gọi là si sát. Chúng ta có cái đầu. Cái thứ hai nữa gọi là avijja si sát, tức là cái đầu của mọi ác pháp phiền não, tức là vô minh. Vô minh là cái đầu của ác pháp phiền não. Cho nên một vị gọi đắc đạo tột mạng, chúng ta nghe cái từ tột mạng đó hồi xưa Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự hay dùng. Và khi nãy trong thời thuyết giảng, Thượng Tịnh Sự Đẳng cũng có nói, cũng có nhắc đến. Thì ở đây cái chữ Samasisi không dịch là tột mạng. Và ở đây có nghĩa là cái sự đoạn trừ cắt hai cái đầu cùng một lúc, hay là hai cái đầu bị tổn hại cùng một lúc. Tức là vô minh là cái đầu tiêu diệt đồng thời, chỉ sá má là đồng thời với cái sự, với cái đầu thân này. Cho nên có nghĩa là một vị vừa chứng A-la-hán xong và sau đó quyên tịnh Niết Bàn. Hình như là quý vị có thấy cái có câu thảo luận chưa? Ồ, xin lỗi quý vị, có câu thảo luận rồi. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Chất Đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa Thượng tọa Thầy Siêu. Mà Thượng tọa Thầy Siêu, nhân dịp mà chúng ta đang nói về Phật Pháp dạy thế nào về sự tự sát, thì nhân tiện đây chúng ta nên nói qua một cái chuyện khác mà xảy ra hôm nay rất là nhiều. Đó là cái sự trợ tử. Trợ tử ở đây tức là do cái sự thương xót, hay là do cái trắc ẩn, hoặc là mình vì nghĩ đến người bệnh đó, người đang chịu khổ mà cho họ cái chết. Ngày hôm nay không, trong nhiều bệnh viện đó, họ có cái cách rút ống, tức là thân nhân phải quyết định là có nên rút ống cho người đã chết hay không, bởi vì thấy rằng không cứu được nữa. Hoặc giả là cũng có những trường hợp mà một cái người thân mình bị bệnh mà chứng bệnh nó chữa không nổi, mà nó cứ vật vã đau khổ, đó làm cho người này bị nhiều cái khổ sở. Thì như ở Florida cách đây mười mấy năm, có một người đàn ông phải dùng súng để giết người vợ của mình, nhưng mà giết một cách nhân đạo, nghĩa là người vợ chịu khổ đã gần 20 năm khổ sở quá, nằm liệt một chỗ mà đau nhất, không trị hết mà không chết được. Thì điều này ở tại Mỹ nó liên quan đến tôn giáo. Dạ, liên quan đến tôn giáo. Và có nhiều khi người ta cũng nói đến chuyện là phát súng ân huệ, là một người bị thương mà người đồng đội thấy là chữa không khỏi mà để càng lâu càng đau khổ sở,
thì dùng súng để bắn cho người đó chết sớm, cho người đó đỡ khổ đi. Thì bạch sư còn từ xíu, dựa trên Phật pháp á, mà nói mình giới luật vị tỳ kheo, hay là nếu không giới luật tỳ kheo mà chúng ta nói đời sống bình thường á, thì cái sự trợ nữ đó nó có nên làm hay không? Dạ, và chúng ta nên quan điểm về việc đó như thế nào? Xin kính thưa quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Cho dù rằng người ta gọi một cái từ rất đẹp, đó là sự trợ tử nhân đạo, thật thì một con người khi mà đang hoàn vải đau khổ và không còn cái cách chữa trị nữa thì người đó muốn chết liền cho nó nhẹ, người đó mới yêu cầu người khác giúp cho người ta chết đánh nhanh chóng. Thì khi mà mình trợ tử một cách đó, rút ống hay là bắn cho chết, thì như vậy bản thân của người chết thì có vấn đề gì, nhưng mà cái người trợ tử là có vấn đề, nó sẽ bị ám ảnh, thưa quý vị. Ngày xưa khi mà chúng tôi lúc mà thượng tọa Giác Tâm vì cũng vì đệ tử của hòa thượng, thượng tọa kể lại cho chúng tôi nghe hồi lúc xưa ta trước năm 75 thượng tọa đi lính, thì trong lúc hành quân một thằng bạn thân nó bị thương gãy cái chân, mà ở trong đó địch nó cứ giật tới tấp, do đó không thể tải thương được. Lúc đó thì Sư Giác Tâm lại là một y tá quân đội, nhưng mà không thể nào tải thương được, đi đến cái chỗ an toàn để chữa trị. Và trong cái sự đau đớn nhức nhối sợ hãi quá, cái người bạn đó mới yêu cầu anh lính bạn thân của mình dùng súng để kết liễu mạng sống của anh ta đi. Anh ta cảm ơn nhiều, anh ta không thể chịu nổi và bây giờ nằm đây cũng chết. Và thôi bây giờ chết liền thì nó sau một vài phút đắn đo khó chịu thì anh bạn mới cầm súng bắn. Mà trong lúc bắn đó thì mặc dù ngó chỗ khác, chỉ cần đưa cái mũi súng lên đầu rồi cái ngó chỗ khác bóp cò thôi, vậy mà thưa quý vị, anh ta bị ám ảnh suốt gần như là suốt đời. Và sau này khi mà xuất gia rồi kể lại, lúc đó chúng tôi có nghe, chúng tôi cũng được nghe câu chuyện kể lại, thì thượng tọa Giác Tâm nói là không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Thì rõ ràng ở đây đó, chúng ta thấy dầu cho cái chủ ý là để giúp cho cái người đang quằn quại họ kết liễu
cái đời sống cho nhanh gọn, để mà họ khỏe cái thân. Nhưng mà trong lúc mà làm như vậy vẫn phải bị ám ảnh, vẫn phải bị ám ảnh. Chẳng hạn như bây giờ thế này nè, cha mẹ của mình bị bệnh mà phải thở bằng máy, lúc đó mình thấy cha mẹ ngày này qua ngày khác, hai ba ngày rồi một tuần lễ mà cũng vẫn chưa ra đi, mình thấy dễ hành xác cha mẹ, cho nên tự mình rút ống hoặc là kêu bác sĩ rút ống làm cho cha mẹ để là không nghẹt thở, là không thở được, hước hước lên rồi đi. Dám chắc một điều là một người con ở bên cạnh mà làm như vậy, họ sẽ bị ám ảnh. Mà cái tâm mà bị ám ảnh, bị hối tiếc như thế, chắc chắn là cái tâm này nó sẽ dẫn đến cái sự, cái quả không tốt đẹp thì sao này. Nhất là trong cuộc sống luôn luôn bị ám ảnh, nó hiện lên cái hình ảnh chính mình là sát nhân, rồi giết cha, giết mẹ, vân vân. Ở đây trong Phật giáo không có chủ trương cái vấn đề đó. Đức Phật không tán thán những cái vấn đề đó. Và Ngài cũng thường dạy là một cái thân hành gì, một cái khẩu hành gì, một cái ý hành gì nó có tổn hại thì cái người tạo cái thân hành tổn hại, tạo cái khẩu hành tổn hại, bị hành tổn hại thì họ sẽ có cái cảm thọ tổn hại, cảm xúc tổn hại, cái quả di tục. Cho nên ở đây chúng ta không có ở trong Phật giáo không có dạy về cái sự trợ tử nhân đạo, Ngài không có dạy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Trả như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Chào thưa quý trình, thưa tòa tự siêu. Mà thưa tòa tự siêu, ngày nay người ta hay có một cách là người ta hay theo một cái cách cố định, nhất là những người tu thực tình độ trong á, là lúc sắp chết á, thì họ cứ khuyên niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, hay là lúc sắp chết họ thỉnh Chư Tăng, họ có thỉnh Chư Tăng đến để tụng kinh chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, đọc lịch sử Phật giáo buổi sơ thời đó, thì gần như là không hẳn có chuyện đó, mà thường là đối với người bị lâm chung thì có nhiều lời khuyên pháp thoại khác nhau. Thì theo ý Thượng Tọa Từ Siêu á, đối với người mất á, chúng ta có nên hộ niệm bằng một cách cố định nào đó hay là tùy duyên? Hoặc giả là ví dụ một người mà họ ghét Chư Tăng, họ không thích Phật pháp á, thì mình cũng không nên tụng kinh cho họ, hay Chư Tăng cũng không nên đến với họ. Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Bởi vì hôm nay cũng có nhiều trường hợp là thí dụ đạo chúa mà họ nghe nói có người nào mà sắp chết
Nhất là những người đó có tiếng lòng, thì họ hay gửi người đến để rửa tội cho người đó, để kêu gọi người đó tin Chúa, Chúa sẽ rước người đó. Do đó họ có nhiều trường hợp rửa tội người đó bao giờ chót. Nhưng mà thì tôi có nghĩ rằng để đem lại một cái tâm thái thực sự tốt lành cho người mất thì chúng ta không nên có một cách cố định, mà thay vào đó thì chúng ta nên tùy duyên. Theo thì còn nghĩ thế nào kính thỉnh thì rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo chúng tôi thì cái việc mà bên thì tôi từ siêu từ to thì cầm mic lại trong room không nghe được nữa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? À, trước khi trình bày tiếp, chúng tôi xin hỏi cầu cứu ở trong rừng, vị nào có sử dụng như sư đệ sử dụng iPhone ở trong cái khung hình ở trên cái khung mà video webcam của một người khác, mà họ mở cái webcam rồi nó hiện lên, nó chiếm mất cái màn hình, làm cho cái khung mà cái khung cái chat của mình ở dưới nó hạn chế, nó chỉ còn có một hai hàng nhiều khi khuất lọc. Thì bây giờ làm sao mình bỏ cái webcam để mình thấy được những cái trọn vẹn cái window của Zoom, chúng tôi không biết làm đâu. Đã chiếm mất 3/4 cái màn hình này. Cho nên khi mà còn nhạc yếu quá, chúng tôi chạm đến để mà xem cái chat về câu hỏi đó, thì nó tắt âm, nó tắt mic. Như bây giờ các vị nói chuyện, chúng tôi cũng không có biết, không có thấy gì hết. Trở lại vấn đề, thưa quý vị, chúng ta nên tùy duyên. Nó có nhiều trường hợp đã gọi là cái người hấp hối, tức là người đó họ gần như là họ sắp chết, họ mê, họ bị hôn mê. Thì giờ mình có đi đến mà tụng niệm, họ cũng không có nghe được cái gì. Mình có nhắc pháp, họ cũng chẳng có nghe được cái gì. Cho nên trường hợp đó, đó là vị tỳ kheo đến là để an ủi người nhà. Rồi mình nhìn cái sự kiện một người sắp chết để mà quán tưởng. Cái đó cũng có lợi. Trường hợp thứ hai đó, mà chúng tôi thường hay áp dụng là đối với những người bị bệnh mà họ còn tỉnh táo,
Khi mà tỉnh Chư Tăng về nhà thì chúng tôi không có tụng kinh, chỉ truyền quy giới cho họ đọc theo và nhắc pháp thôi. Chúng tôi cũng bắt chước cái cách mà của tôn giả Sariputta và những vị tôn giả khác là chỉ nhắc pháp, nhưng mà không phải đồng thời bắt dài, mà chỉ gợi ý cho họ đó là cái cách mà mình trợ niệm cho cái người sắp công chung. Còn trường hợp tụng kinh là đối với, không phải là hoàn toàn chúng ta không tụng kinh, nhưng mà đối với người mà họ bị bệnh, họ biết mình không có qua khỏi, nhưng mà họ lại thích nghe, thích thấy hình bóng của Chư Tăng và thích nghe cái tiếng kinh Pali, thì thể theo lời yêu cầu của gia chủ thì Chư Tăng mới nên tụng kinh. Nói tóm lại là chúng ta có ba điều. Một, nhắc pháp. Hai là tụng kinh với trường hợp người sắp chết là một người có chánh kiến, có niềm tin. Và trường hợp thứ ba là nếu như họ không có chánh kiến, không có niềm tin và họ không có tỉnh táo để nghe, thì trong trường hợp này là vì thì theo phải quán tưởng thôi, quán tưởng cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2 như thế. Nam mô Bụt Thầy Già. Sao thú kích đức thượng tọa tuyệt siêu. Bạch thượng tọa tuyệt siêu, nếu có người họ nói như vậy, nói rằng một người tự tử tại vì họ không chịu nổi cái hiện đại quá đau khổ, và họ cũng không có tha thiết gì ở bất cứ điều gì hết, thì cái chuyện mà họ nói họ không tha thiết gì điều gì nữa thì nó có đồng nghĩa với cái chuyện mà không có chấp thủ thân sao hay không? Hay là sự không tha thiết điều gì nữa mà tự tử thì nó vẫn có sự tha thiết ở đó? Xin sự tổ quan hệ giải rõ tâm lý này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta chưa có tha tâm thông để chúng ta biết được người họ đang nói như vậy là họ nói theo cái hướng nào và tâm trạng gì, chúng ta không biết được. Khi hỏi họ thì họ nói họ không có tha thiết cái gì, tức là lúc đó họ chán cái thân, hoặc là họ không có dư vấn tài sản, vợ con, người thân vân vân. Phần lớn là như vậy. Còn cái câu mà nói không có tha thiết cái gì thì câu đó nó không phải là
cái người đó không có chấp thủ đời sau. Phàm phu thì khi giờ có lần chung, nếu có tu tập lắm á là mình cũng có cái sự từ bỏ, không có bị dính mắc. Nhưng mà cái sanh hữu ở tương lai thì không thể nào nói được, thì không thể nào mà bỏ qua được. Cho nên câu nói của một người tự tử họ nói họ không có gì để tha thiết, thì cái trường hợp này không có nghĩa là họ không có chấp thủ thân xác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Chào thú kính trình thượng tọa Thượng Siêu. Thưa quý vị, như lời thượng tọa Thượng Siêu nói đó, là vấn đề tâm lý con người rất là tế nhị, chúng ta rất là khó nói. Nhưng mà một khi mà mình cố gắng để chấm dứt cái này thì nó cũng đồng nghĩa với việc là mình mong muốn một cái khác. Tại vì nếu mình không mong muốn cái khác thì mình không muốn chấm dứt cái này. Thật ra ở trong Phật giáo có đề cập đến cái ý muốn gọi là hữu ái và phi hữu ái, là cái sự chấp thủ đối với cái có và cái không có, cái này và cái khác. Chấp thủ cái này và cái khác đó, nó là một trong những cái động cơ nguy hiểm của sanh tử. Nó vẫn là một cái ái chấp. Nên chi nếu mà một người mà không có một ý tưởng mãnh liệt đi tìm cái khác hơn, thì người đó không có một ý tưởng mãnh liệt để đoạn tận mà cái đang có. Chúng ta nhớ như vậy trong cuộc đời này, cái tâm lý của con người mình nó luôn luôn là nó luôn luôn rơi vào trong cái trường hợp là của tầm cầu cái này, tầm cầu chỗ kia, chấp thủ buông thì bắt cái kia. Mà dù cho mình muốn buông thì cũng có nghĩa là mình muốn bắt cái gì, muốn bắt một cái khác hơn. Một cái người mà ở chỗ này mà nói tôi không muốn ở chỗ này nữa, nhất định là phải chấm dứt ở chỗ này, thì cũng đồng nghĩa rằng người đó muốn đi tìm cái khác, chứ không bảo là tôi không muốn ở chỗ này nữa có nghĩa là tôi không muốn ở chỗ nào hết. Hai chuyện đó nó hoàn toàn khác nhau. Rồi cái tâm của một vị A-la-hán không đơn giản, không đơn giản là có thể hiểu được. Vì đó chúng ta đọc lại là như lời Đức Phật dạy đi, là một cái người mà không có bị đủ quăng bỏ thân này mà không chấp thủ thân khác, nó không phải là chuyện đơn giản đi, chúng ta hiểu. Và do vậy chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Đó là vài điều mà chúng ta nên cùng nhau để suy gẫm cho mình, cho những người thân của mình. Và đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Corona, nhiều khi bản thân của chúng ta phải đối diện với sự lây nhiễm, đối diện với cái bệnh và đối diện với cái chết. Và những cái gợi ý của những bài kinh này rất là lợi lạc, rất căn bản, nhất là sự quán tưởng về lý vô ngã. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin điều huyết cho tri chúng hôm nay. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tâm đức đã mở lòng bi mẫn
giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá và Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật biết được tín hiệu. Yang kincik kusala kamang kapapagiri yang mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang yesa tasanyino atiye yasata asanyino katang gunya palang mayang sapi paki pawantute yetang katang suwitang gendang gunya con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân sapang sumangkalang rakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on tu nirontarang o tu sapang sumangkalang rakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on tu nirontarang o tu sapang sumangkalang rakan tu sapa devata sapa sangha lupa vena soti on tu nirontarang sarang thiện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát.